Không biết hợp cái gì mà lâu dữ vậy không biết. Tôi có nghe Ngọc Lan, ái nữ của tôi, tường thuật lại sự việc. Người của Kim Ngọc Gia Trang đã khủng bố luật sư Vĩnh Kỳ khi gửi lựu đạn và thư nặc danh để đe dọa Vĩnh Kỳ. Hành động đó thật sơ sẩy và lộ liễu, chỉ tạo sự chú ý cho công an thôi. Vĩnh Kỳ cho biết trái lựu đạn và thư nặc danh đã chuyển cho công an rồi. Các anh cứ yên tâm, Kim Ngọc có sức chơi thì có sức chịu, không để các anh bị ảnh hưởng đâu, đừng lo. Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh đã làm gì để chúng tôi không bị ảnh hưởng? Anh nói đi. Tôi đã nắm được đội trọng án 1. Anh nghĩ rằng với bữa tiệc sinh nhật như vậy, anh có thể nắm được họ hay sao? Đó chỉ là bước khởi đầu. Tôi biết đại úy Trường muốn gì, cần gì, và tôi sẽ cung cấp cho anh ta cái đó. Như vậy thì quá lộ liễu. Người ta thì ra sức che giấu, còn anh thì hành động như ở chỗ không người. Anh mua được đại úy Trường, nhưng còn những người khác thì sao? Anh có mua hết được không? Không, bình tĩnh. Tôi không mua hết, tôi chỉ mua một số, nhưng lại là một số quan trọng cần thiết, tạo sự an toàn cho tôi. Theo cái cách mà anh sở hữu khu đất ở quận 9 nên anh đang hoạt động đó. Anh biết nhiều hơn tôi tưởng đó nghe. Anh không hài lòng à? Tôi làm sao mà dám xía vô công việc làm ăn của anh được. E là có khi anh lại nghĩ tôi cho con gái tôi đi dò thám. Nè, Ngọc Lan con gái của tôi nó không chịu khó một nắng hai sương như vậy đâu. Nhưng tôi linh cảm phi vụ này sẽ không thành công. Cho dù anh có nắm hết tất cả những gì anh cần nắm. Tại sao? Tôi muốn nghe ý kiến của anh. Vì tôi đang thấy rằng anh đang chiếm đoạt chứ không phải là mua bán. Mà triết lý của tôi là mua bán chứ không phải là chiếm đoạt. Vậy thôi. Vậy là anh nói tôi không đi cùng được trong vụ này à? Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh đã chỉ giáo. Làm gì? Đó là việc của anh. Nhưng tôi không muốn Vĩnh Kỳ bị xâm hại. Vậy thì anh kêu hắn rút lui khỏi vụ đất đi. Hắn muốn tiền, tôi chi tiền. Hắn muốn gì tôi cung phụng cái đó. Nhưng đừng chỏ mũi vào khu đất đó. Tiền thì Vĩnh Kỳ nó không cần, cậu ta chỉ cần công lý thôi. Đào đâu ra công lý chứ? Trên thế gian này, người ta đào xuống đất sẽ có kim cương, vàng, bạc, nhôm đồng, than đá, dầu lửa, toàn là những thứ quý hiếm. Nhưng công lý thì không. Anh hãy nói cho hắn cái sự thật đó, để hắn hiểu rõ lý lẽ mà không chống lại với tôi nữa. Hy sinh thân mình cho hai thằng nông dân. Thật tình thì tôi chưa thấy ai ngu ngốc và gàn dở như vậy. Anh đã nhận được bài viết của tôi chưa? Tôi đã nhận được bài viết của anh rồi. Chúng tôi sẽ đưa lên số báo ngày mai. À, mắt anh bình thường rồi chứ? À, cảm ơn anh, cũng bình thường rồi. Hôm nào anh em mình gặp nhau nói chuyện nhiều hơn hen. Chào anh. Chào anh. À, Nhung nè, ngày mai em nhớ chú ý xem báo pháp luật. Có bài viết của anh về khu đất đó. Dạ, nhưng mà... Sao em? Anh không sợ những kẻ nặc danh và trái lựu đạn hả? Anh đã gặp họ rồi. Ở đâu? Lúc nào? Chủ nhật vừa rồi, tại khu đất đó. Ngày mai em đọc báo,
Em sẽ thấy trong đó anh có nói lấp lửng về bọn họ đó. Anh đi tới chỗ nguy hiểm vậy, sao không nói em đi cùng? Lỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì sao? Anh nghĩ mạng anh cũng đủ lớn để đôi mắt còn thấy đường và trái lựu đạn không nổ. Đôi khi anh cũng kiểm điểm lại mình theo thuyết nghiệp báo của nhà Phật và nhận ra một điều là... Điều gì vậy anh? Một con người như Vĩnh Kỳ này, liệu kiếp trước đã gây ra ác nghiệp gì để kiếp này phải bị quả báo đuôi mắt và chết bên xác hay không? Và anh tự trả lời là... Trả lời sao? Là không. Vĩnh Kỳ sinh ra trên cõi đời này chỉ làm điều tốt cho người khác mà thôi. Không dám đâu. Anh tự tin quá đáng đó nha. Vậy em nói, anh nói cái gì không phải hả? Ừ. Chỗ nào em phải chỉ ra cho bằng được thì anh mới chịu đó nha. Ừ. Thì trái tim. Trái tim? Ý em nói là tình cảm. Nhưng mà anh đã làm điều gì xấu với ai đâu? Với nhiều người lắm á. Một người anh còn không có, lấy đâu ra nhiều người? Em làm cho anh hoang mang rồi đó nha. Bây giờ cụ thể hơn đi. Chẳng hạn em nêu tên một ai đó mà anh có thể biết. Ngọc Lan. À. Xuân Khánh. Còn ai nữa không? Còn ai? Anh chờ em một chút nha. Nhưng anh phải đếm từ 1 tới 10 rồi mới mở ra nha. Trời, cái gì mà bí mật như vậy? Cái cô này thật lắm trò. Để coi cái gì đây. Mình biết mình không có hy vọng gì, nhưng thà cứ nói ra còn hơn chôn giấu mãi trong lòng. Vĩnh Kỳ ơi, sao em lại yêu anh để rước lấy nỗi đau khổ âm thầm? Có phải đó là định mệnh của em không? Bây giờ em phải làm sao đây, khi em đã trót nói ra cái bí mật nhất của trái tim em? Vĩnh Kỳ ơi, dạ chào chị. Chị cần gì ạ? Vui lòng cho tôi gặp cô Ngọc Lan. Dạ mời chị. Chị ơi, có chuyện này cần tìm chị Ngọc Lan. Dạ chào chị. Chị tên gì ạ? Tôi là Xuân Khánh. Dạ chị chờ một chút. Alo. Dạ chị ơi, có chị Xuân Khánh muốn gặp chị ạ. Được rồi, chị mời chị Xuân Khánh vào phòng tôi nha. Dạ. Mời chị vào. Dạ, cảm ơn. Nguyệt, không ngờ gặp em ở đây. Anh mời em uống cà phê nha, em rất thích uống cà phê. Không, tôi không thích uống cà phê.
Uống cái khác, nước ép nha. Không, cảm ơn anh, tôi phải về. À, em đi chợ nấu canh chua cho chồng ăn à? Anh tiếc quá. Chồng em thật là có phước, mới được em chăm sóc như vậy. À, anh mới tìm ra tấm ảnh của hai đứa mình. Ảnh gì? Tôi có biết ảnh gì đâu. Thôi mà, anh chỉ muốn mời em đi uống nước thôi, và nói với em một câu thôi. Anh nói đi. Anh gửi lại những tấm hình này, những tấm hình ghi lại dấu ấn những tháng ngày trăng mật đậm đà của hai đứa mình, để làm kỷ niệm. Cầm lấy. Nè, ngày xưa em quá đẹp, bây giờ em còn đẹp hơn nữa. Em yên tâm đi, em cứ xé đi, anh còn giữ rất là dịu. Mày muốn gì? Mày nói đi thằng khốn nạn. Anh sẽ trả cho em tất cả những tấm hình của tụi mình, chẳng hạn như tấm hình này. Anh cần bao nhiêu tiền? Anh không cần tiền, mà cái anh cần là thứ quý giá hơn đồng tiền. Anh muốn cái gì? Cái anh cần chính là em đó. À, anh biết em kinh tởm anh lắm, nhưng anh rất yêu em. Anh chỉ xin cho anh được gần em một lần thôi, được yêu em, để anh còn sống lại tình nghĩa vợ chồng mà đã tan vỡ. Một lần thôi, anh chỉ cần một lần thôi. Anh hứa danh dự của anh. Thằng mắt cô như anh mà cũng có danh dự sao? Em cứ chửi anh thậm tệ, đai nghiến, cứ giày dò giày xéo anh như là người ta đạp một con sâu dưới gót chân vậy đó. Anh chấp nhận tất cả. Anh chỉ xin em một điều, bố thí cho anh chút hương thừa thôi. Buông ra. Được. Tôi đồng ý, nhưng chỉ một lần cuối cùng, rồi anh hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi. Anh cảm ơn em. Trời ơi,